rồi tới bến luôn. Ở cái cây màu cam hả ta, mới có màu mới. Màu mới. Màu mà mới nè. À. Đẹp ha. Giờ đốt. Nè. Thằng này nó thấy nó cũng khoái vậy nè. Nó bò tới luôn nè. Xin chào các bạn. Bữa nay là trung thu cho nên cả nhà mình nè, rồi gũ Phương với Su nữa, rồi gũ Út, rồi Su Su, rồi Nhật nữa qua đi chơi trung thu. Nay là đây là lần đầu tiên Vi được chơi trung thu. Chắc là lớn Vi sẽ nhớ, tại vì hồi lúc 1 tuổi thì Vi đâu có biết cái gì đâu. Vi đừng Vi cầm chơi hay nha con. Mẹ đốt này cày cho ta. Hai ơi. Hai làm một cái tờ giấy cho con Vi nó cầm cái đèn cày hai. Là không có bị phỏng. Thôi nó kêu qua bên lại á. Nó đâu phải hay cầm gì không đâu. Ủa sao nghĩ hiểu sao cái đèn cày hay thế này vậy? Coi nè. Bây giờ thì tụi mình sẽ xếp đèn cày vòng 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 cái chỗ này. Sau mày cái còn dư cái mình xếp thêm lần nữa. Ủa con đó nè, con thấy sáng sáng nè. Tông 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 tông. Con Út nó mê chơi rồi nó bỏ hai đứa nhỏ luôn rồi. Nhớ hồi nhỏ cái trung thu á, cái mình đâu có tiền mình mua lồng đèn đâu, mình toàn làm xong mình mua đèn cày mình đốt không à. Đốt cái lon bia. Dạ. Làm đèn để pin á. Ừ. Cái lon sữa bò đục á. Ừ. Chịu thấy trên mạng có. Vậy hả? Mà cái đó là để nó thấy đâu hả? Tự sáng chế ra. Tự sáng chế ra mà sao không thấy trên đó có. Vậy hả? Trời ơi, con Nhật nè. Lôi quay với hả? Cái lon lôi quay với hả? Mà chiều mới coi lên. Với cái đèn, với cái lon đi mà trẻ thôi đó. Con. Mẹ. 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 Ngoài nào mà nghe mà kêu ấm sùm hết đằng. Nghe cái đinh không được. Nãy thử nghe đinh. Đứng rồi nè. Rồi nó nhiễu vô giò. Hai biết làm sao cho dễ không? Hai đốt cái đít cây đèn cày chứ hai khỏi nhiễu. Ừ. Đốt đít chấm xuống. Vậy hai đi nhiễu vậy? Ừ. Đốt đít chấm xuống. Hèn gì chị Yên Út làm lâu muốn chết. Wow, vừa đốt cái đít nè. Vậy hả? Một cây đốt đít, một cây đốt với đít, một cây cắm. Con Nhật nè chị ba. Trời ơi, trời ơi. Mà đúng rồi. Chơi con ác dữ ha. Dữ, dữ cái này là bảo mẫu à. Bảo mẫu. Cái gọi này thứ ở trên tình hình á, có mấy cái bảo mẫu mà hành hạ tới em á đây nè. Nè con. Nè ừ nè. Ừ, nè, chụp. 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 Ôi con nó ngã ngửa vậy nè. Ôi ôi, nó ngã ngửa kìa. Con Út ảnh không có lại nữa đâu, thiệt luôn. Mẹ. 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 M
con là không rồi. Con trai sao giữ nó. Trời ơi. Tiền làm không lại. Mạnh dữ lắm. Đi, mạnh dữ lắm mạnh. Có chừng phỏng sơ chân xu á. Hai bây giờ mới nó hỏi nè hai. Trời ơi. Này mẹ đốt đèn cầy mà con hỏi. Ôi ôi nó nhanh. Ôi nó nhanh. Cái này giống như là cái gì chạy cái gì con đốt sách á. Cha làm thầy con đốt sách. Cái này lẹ như tên bay. Ôi ôi nhấc nó bò nhanh thì chứ. Chị hai làm không lại luôn. Ông ơi. Mẹ nhớ hồi nhỏ mẹ ăn út ba ăn chè nó chơi đốt đèn cầy nè mà nó bóp rồi phỏng tay hoài. Con còn nhớ mà. Đi ra ngoài, đây không có đồ ăn. Nhớ đây không có đồ ăn đâu bố. Đây. Mẹ đốt rồi sáng lên đẹp đừng thổi nha con. Ôi, cái bàn con cọ bé. Con cọ bé nè. Đừng thổi đi. Để đẹp con. Trời ơi. Nó thổi nhanh hay ghê. Phù. Trời ơi nó đi tới đâu nó thổi tới đó. Hơi mạnh ghê. Chạy áo con nè. Mẹ thổi đèn cầy đi. Không tay con không có chơi gì được. Con thổi đèn cầy đi con. Con thổi đèn cầy đi nè. Ừ, bên đây nữa nè, cây này nè, đây nè. Thổi đi con. Tắt rồi. Thôi nó thổi nhanh thiệt chứ. Bên kia kìa. Không tay con chết cha rồi, không. Đi không tay hả? Ừ. Không có chân nãy giờ rồi. Trời ơi. Đạp mấy đó hả hả? Người ta đốt, mấy đứa nít thằng Xu thì lo đốt, còn Vi thì lo hỏi. Cái lồng đèn đó là cái lồng đèn của mình với chị hai với Phương làm hôm qua đó. Thì nay đưa thằng Xu nó chơi. Tại vì thằng Xu nó mới biết chơi cái này chứ gặp con Vi chắc nó đốt luôn quá. Ừ nào giờ Nhật đâu được chơi. Nay thấy đàn cày phái quá. Con cá hả? Vy ơi mẹ cho con rồi. Ôi đã quá, Vy có con cá. Thằng Xu bằng thịt cá ăn hả? Cái lon đâu? Cái lon đâu cho con Xu chơi đi. Mẹ mình á thì đang cắt bánh trung thu để cho mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Chứ ok thằng nè.
để cho nó có tuổi thơ là nó tới trung thu thì nó cũng biết chơi tới trung thu chơi đàn cày rồi ăn bánh trung thu, tại vì tết trung thu là tết của trẻ em mà. Để không sao. Đứng vậy nè. Nó phải đứng. Đây đây đây. Nè Sâu con ăn đi Sâu. Nè Út ăn đi á. Út ăn nhiều. Út ăn nhiều. Út ăn nhiều. Út ăn nhiều. Nè Phương. Ăn bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Ủa Sâu ăn hả con? Sâu Sâu ăn. Sâu ăn. Mẹ con đi lên cái trứng của qua lại. Nè Phương. Mình hút trứng rồi đó. Nè Vy, Vy đây nè Vy. Vy ăn bánh nè Vy. Mầm mầm mầm. Ăn không con? Xách 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 cái cá lên cho dì ba. Kìa. Dì ba kìa, dì ba kìa. Ba con có con cá nè. Trời ơi, đã quá. Cho ba chơi với. Giỏi. Ê hay hay. Hay giỏi. Cái này quá hết à. Ngon chưa? Vô đây nè, vô đây nè. Chết cha rồi nhìn nó lại đó. Coi. Bệnh hiểu. Khỏi khỏi con khỏi. Cái này nè, cái này đẹp nè. Cái này đẹp. Vy bỏ ra. Cái này đẹp. Mày xanh cái này chưa? Nó cái đầu nó bị ấy. Không coi chứ nó về cái tôi nó. Cái đầu nó nhấc hai cái đầu nó không bị. Cái đầu nó không có trái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Đây cũng là một kỷ niệm của tụi mình, tại vì Tết Trung Thu một năm chỉ có một lần thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.